Chào anh em, hôm nay trong cái video này á, muốn chia sẻ với anh em về cái ổ lưu trữ 20T của mình. Thì đây, nó đây. Đây là một cái ổ mà cái box bên ngoài á, là của TerraMaster. Nó hỗ trợ kết nối lên tới Thunderbolt 3 lần. Và bên trong á, là hai cái ổ cứng, mỗi ổ là 10T. Thì ở trong cái video này á, mình muốn giải thích với các bạn. Thứ nhất là DAS là gì. Thứ hai là mình setup cái hệ thống DAS của mình ra sao. Và quan trọng hơn á, là vì sao mình dùng nó, mục đích sử dụng của nó là gì, và vì sao nó không thay thế cho những cái hệ thống ổ mạng NAS. Bây giờ thì mời các bạn coi video ha. Trước tiên mình muốn giải thích nhanh qua một cái hệ thống DAS có nghĩa là gì. DAS có nghĩa là Direct Attached Storage, tức là một cái dạng ổ lưu trữ mà các bạn sẽ kết nối trực tiếp vào cái máy tính của mình để sử dụng luôn. Ngoài kết nối máy tính thì tất nhiên các bạn có thể kết nối nó về tablet, iPad này kia, thì miễn là nó có hỗ trợ thì các bạn có thể sử dụng được. Về cơ bản ha, Direct Attached Storage đó, nó không khác gì so với lại mấy cái ổ cứng di động hay là ổ SSD di động mà các bạn hay xài hết. Bản chất của nó cũng là DAS luôn. Chỉ khác là cái cục này thì nó hỗ trợ dung lượng lớn hơn, nó to hơn, nó có nhiều tính năng hơn, vậy thôi. Cái lợi ích của Direct Attached Storage đó, đầu tiên là phải nói về tốc độ. Tại vì khi mà các bạn gắn trực tiếp vào máy tính rồi, không phải qua mạng, không phải qua một cái lớp trung gian nào hết, thì tốc độ của nó rất là nhanh. Chưa kể là cái ổ mà mình đang xài ở đây thì nó còn có kết nối Thunderbolt nữa. Tất nhiên những cái ổ DAS bình thường thì nó cũng sẽ có lựa chọn là USB 3.1, 3.2 này kia. Nhưng mà với cái ổ Thunderbolt này á, thì đương nhiên tốc độ của nó cũng sẽ cao hơn ha. Cái lợi ích thứ hai của một cái hệ thống DAS á, đó là cái dung lượng lưu trữ của nó rất là to. Mấy cái ổ cứng bình thường các bạn sử dụng á, có thể là mấy ổ cứng di động á, 1T, 2T. Rồi những cái ổ mà để bàn có gắm điện á, có thể lên được 6T, 10T. Cùng lắm là mình nghĩ là mười mấy T là những cái ổ dân dụng bình thường. Nhưng mà với một cái hệ thống DAS như thế này ha, ở đây mình đang xài 20T. Nhưng mà cái ổ của mình nó có thể hỗ trợ tối đa lên tới 24T lần. Ngoài ra thì còn nhiều cái sản phẩm khác nữa, nó có thể gắn 2, 3, 4, 5, 6 cái ổ cứng song song với nhau luôn. Khi đó các bạn có thể mở lên tới cả 100T cũng được luôn. Thì những cái ổ cứng nhỏ nhỏ di động bình thường thì nó không nên đáp ứng được. Cái ổ DAS á, nó sẽ khác với cái ổ NAS là Network Attached Storage nha. Network Attached Storage thì như cái tên của nó có thể kết nối mạng. Cái ổ DAS này của mình thì nó không có kết nối mạng. Có một số cái sản phẩm mà nó lai giữa DAS và NAS luôn, nhưng mà thứ nhất là chi phí nó cao, và thứ hai là bản thân mình cũng chưa có được trải nghiệm cái nào mà thực tế hết. Cho nên là nếu như sau này có dịp trải nghiệm thì mình sẽ làm tiếp video cho các bạn coi. Trước mắt á, thì mình đang xài cái ổ DAS này song song với cái hệ thống NAS Synology nhà mình đang dùng. Bây giờ nói về cái cục này đi. Thì cái cục này của một cái hãng tên là TerraMaster. Cái cục này mình được họ tặng cũng lâu lắm rồi, chắc cũng phải 6-7 tháng gì đó. Nhưng mà tới bây giờ thì mình mới có dịp để mà xài nó. Chủ yếu là mình để dành tiền mình mua hai cái ổ cứng thôi chứ không gì hết đó. Hai cái ổ cứng bên trong này là hai cái ổ của Western Digital, dòng là UltraStar, chuyên dành cho data center, cho nên là giá nó mắc hơn nhưng mà độ bền và độ ổn định của nó cũng sẽ cao hơn ha. Đây, để lấy một ổ ra cho các bạn coi. Đó, thì với những cái ổ DAS á, các bạn sẽ lắp những cái ổ như thế này vào. Mình đang dùng là HDD 3.5 inch, nhưng mà các bạn có thể lắp những cái ổ 2.5 inch cũng được, hoặc là các bạn có thích lắp SSD á, cũng được luôn. Thật ra ban đầu á, ý định của mình dùng con này là với SSD nha, nhưng mà SSD giá nó cao quá, mình đợi mãi mà giá nó cũng không xuống nữa, cho nên đó mình thôi quyết định chuyển mục đích sử dụng nó một chút xíu, đó là mình chấp nhận cái tốc độ nó chậm hơn nhưng mà cái mức dung lượng lưu trữ của mình nó được to ra. Thì đó là lý do mình chọn HDD. Rồi, để gắn cái này vô một cái. Thì cái con này nó hỗ trợ hai khe ha, một khe bên trái, một khe bên phải. Và một trong những cái điểm mà mình thích nhất ở cái ổ này đó là nó hỗ trợ kết nối Thunderbolt 3. Cho nên khi mà nó kết nối với lại máy Mac hoặc những con máy Win có hỗ trợ tốc độ này thì cái băng thông bộ nhớ này nó sẽ cao. Chưa hết, nó còn có hỗ trợ tính năng Daisy Chain, cho nên các bạn có thể nối thêm những cái thiết bị Thunderbolt 3 khác vào nữa cũng không vấn đề gì luôn. Cái ổ TerraMaster này á, mình nhớ giá của bản Thunderbolt 3 vào khoảng 7.7 triệu, một con số cực kỳ cao. Nhưng mà nếu mà các bạn không có nhu cầu nào quá đặc biệt, hoặc là nếu các bạn chỉ dùng với HDD thôi ha, thì các bạn nên mua cái phiên bản mà xài USB 3.1, 3.2 á, nó sẽ rẻ hơn nhiều, nó chỉ khoảng 3 triệu mấy thôi. Tại vì đằng nào cái tốc độ nó cũng bị giới hạn bởi HDD rồi. Chứ còn nếu mà các bạn xài Thunderbolt này á, thì mình nghĩ là khi nào mà dùng với SSD á, thì hãy đầu tư thêm. Còn không thì bản USB 3.1, 3.2 là ok. Một trong những cái điểm khác biệt của cái ổ DAS mà kiểu như thế này á, riêng con TerraMaster này cũng vậy ha, thì tức là nó hỗ trợ khi mà các bạn chạy RAID. Ở đây nó có một cái nút phía sau nè, các bạn muốn chạy nó RAID nào thì các bạn dùng cái đầu tua vít đó, các bạn vặn qua thôi, nó có một cái nút reset ở đây. Thì mình đang chạy là RAID 0. RAID 0 là sao? Tức là hai ổ 10T của mình khi mà chạy RAID 0 nó sẽ cộng lại thành một cái ổ lớn hơn. Máy tính nó sẽ xem như là một ổ duy nhất thôi và tổng dung lượng mình có là 20T. Tốc độ ghi của RAID 0 nó cũng sẽ nhanh hơn nữa. Nhưng mà lý do mình set RAID 0 là tại vì những cái dữ liệu mà mình ghi vào trong này, đó là mình có thể chấp nhận lỡ mà nó hư thì nó mất cũng được, không sao.
Nếu mà dữ liệu của các bạn rất là quan trọng á, thì mình khuyên là các bạn nên setup ở RAID 1. Ví dụ các bạn lắp 2 ổ 10T đi thì máy nó nhận là có 10T thôi. Nhưng mà dữ liệu khi mà đi vào á, nó sẽ được ghi vào cả 2 ổ cùng lúc, đồng nghĩa với chuyện là một ổ bị hư thì data của ổ kia vẫn sẽ còn nguyên. Như vậy thì nó sẽ an toàn hơn, backup này nọ ổn định hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ thêm cái chế độ single. Cái chế độ này mình chưa test nên chưa biết nó làm sao. Hoặc là cái chế độ just a bunch of disk, tức là lúc đó các bạn cắm vô thì máy nó nhận như là hai ổ riêng biệt cũng được. Thì tùy vào cái mục đích sử dụng của các bạn mà các bạn có thể lựa chọn ha. Hồi nãy giờ mình quên nói với các bạn là mục đích mà mình dùng cái con DAC sẽ để làm gì. Thứ nhất ha, mình dùng nó để chứa những cái suột video gốc chưa edit. Ví dụ khi mà mình quay xong từ con DJI Osmo Pocket 3 nè, hay là từ mấy cái máy quay Sony của mình á, thì nó sẽ ra rất là nhiều những cái file nhỏ nhỏ, à có cả những cái file to với những cái file mà mình nói như thế này nè. Thì một cái video nó có thể vào khoảng 6-7GB. Một cái project ví dụ như mình quay hết cái con này đi thì có thể nó lên tới 10GB. Thì đó là một cái mức dung lượng rất là lớn, và mình muốn lưu lại cái suột video gốc này để khi nào mình cần trong tương lai thì mình có thể lấy lại sử dụng. Trước đây á, thì mình chỉ lưu video thành phẩm thôi. Mình có chia sẻ với các bạn rồi đó, cái video thành phẩm thì mình lưu ở trên con NAS và mình backup lên cả Google Drive. Nhưng khi mình cần tìm lại suột cũ á, thì mình phải lôi nó từ một cái, thứ nhất là từ NAS ra là nó đã không đủ nhanh bằng rồi. Và thứ hai là mình phải tìm cho một cái video thành phẩm đúng cái đoạn mà mình muốn. Thì nhiều khi nó nằm ở đầu, nhiều khi nó nằm giữa, nhiều khi nó nằm cuối. Rồi nhiều khi nó bị vướng cái chữ mà mình đã add lên nữa, tại vì nó là video thành phẩm mà. Cho nên là nó không được tiện lắm. Thì đó là lý do mà mình cần một cái ổ để mà mình chứa các suột video gốc là như vậy. Thì đây là cái ổ mà mình ưu tiên cái mức dung lượng, cho nên là mình mới nói với các bạn đó, 20T. Khi mà mình test bằng cái phần mềm Blackmagic Disk Speed Test á, thì tốc độ ghi vào khoảng 500 cho tới 800 MB trên giây, kết nối là Thunderbolt 3 và ổ cứng bên trong là ổ HDD ha, không phải là ổ SSD. Thì cái tốc độ này là giống với những gì mà hãng họ quảng cáo, TeraMaster họ quảng cáo khi mà dùng với lại HDD. Và tốc độ đọc á, thì nó sẽ vào khoảng 500 MB trên giây, còn cái số hồi nãy là tốc độ ghi ha. Với cái tốc độ này thì nó đủ để mà các bạn chứa suột video 4K và thậm chí các bạn muốn edit trực tiếp ở trên con này cũng được luôn. 6K và 8K thì có thể là nó bị giật và nó không đủ đáp ứng, nhưng mà video 4K thì ngon lành, không vấn đề gì hết. Khi mà các bạn test bằng cái phần mềm Blackmagic Disk Speed Test á, thì nó cũng cho các bạn biết được là cái tốc độ này thì phù hợp với việc edit video ở những định dạng như thế nào. Chưa hết, mình cũng thử copy file thực tế ha, thì copy file video to to, mấy cái file mà kiểu 5-7GB một file á, thì tốc độ copy sẽ từ 240 cho tới 280MB trên giây, dao động tùy vào cái file, tùy vào cái mức lúc mà sử dụng. Rồi, để mà các bạn dễ hình dung á, thì cùng một cái file đó, cùng một cái folder đó, mình cũng thử chép ra một cái ổ SSD rời và kết nối là USB 3.1 nha. Thì để các bạn hình dung được là nó chạy như thế nào, cái tốc độ nó tương quan ra sao thôi. Thì đối với lại cùng cái folder đó thì nó tốc độ lên được tới 300 cho tới 320MB trên giây. Như vậy các bạn sẽ thấy được là một cái ổ SSD thôi, kết nối chỉ là 3.1 thôi, nhưng mà nó vẫn nhanh hơn so với khi mà mình dùng Thunderbolt mà kết hợp với HDD. Cho nên như lúc nãy mình có nói với các bạn á, cái ổ DAS á, mà các bạn chỉ dùng HDD á, chọn USB 3.1 là ok rồi. Khi nào mà các bạn dùng với SSD á, thì mới nên mua cái ổ Thunderbolt. Hiện tại là mình đang dùng HDD trong đây, nhưng mà sau này nếu mà kinh tế của mình dư dả hơn, mình đủ kinh phí rồi, thì mình cũng sẽ cân nhắc nâng lên SSD cho cái con DAS này. Trước mắt á, thì với cái nhu cầu lưu trữ lâu dài và cho những cái file suột video, thì cái tốc độ này với mình là mình hài lòng ha. Bình thường khi mà mình sử dụng á, thì mình sẽ không để nó lên bàn đâu, tại vì nó cũng khá là to, nó có cái quai sách như thế này nè các bạn. Mình sẽ để nó ở kế bên cái bàn làm việc của mình á, và mình có một cái sợi dây Thunderbolt của Apple, thì mình sẽ nối cái con máy này vào bên trong cái hub của mình luôn. Rồi cái hub đó thì kết nối với lại máy tính. Cái lý do mà mình kết nối theo như vậy á, là để mỗi khi mà mình rút máy tính đi sử dụng á, thì mình chỉ cần rút một sợi cáp duy nhất thôi, không có phải cắm nhiều dây vô. Nhưng mà nếu các bạn không xài hub cũng được ha, thì lúc đó các bạn cắm trực tiếp con này vào máy tính thôi, rất bình thường. Rồi, tiếp theo á, ở trên cái post Facebook của mình khi mà mình nói về con này nè, thì có bạn hỏi là nó có ồn hay không. Thì thứ nhất ha, nếu mà các bạn dùng với SSD á, thì bản thân cái ổ cứng nó sẽ không có phát ra tiếng gì hết. Nhưng mà nếu các bạn dùng HDD chắc chắn là các bạn sẽ nghe tiếng ro ro nhỏ nhỏ. Tiếng này thì không quá khó chịu đâu, cũng bình thường rồi các bạn, không vấn đề gì hết. Con này á, nó cũng có thêm một cái quạt tản nhiệt ở phía sau, và khi nó chạy chắc chắn các bạn cũng sẽ nghe tiếng. Nhưng mà lúc mà mình để nó kế bên để mình test á, những buổi đầu tiên á, thì cái tiếng của nó cũng nhỏ lắm, nó không làm mình khó chịu. Còn lúc mà mình để xuống dưới chân mình như là cái setup hiện tại á, thì coi như là không nghe gì tới nó luôn, coi như là không nhớ tới sự tồn tại của nó luôn á. Chỉ có khi nào cần thì bấm vào cái icon ở trên desktop thì mới nhớ ra là mình có cái ổ DAS này thì thôi. Cho nên đối với mình về độ ồn thì đây không phải là vấn đề.
Rồi, nãy giờ là mình đã kể với các bạn về các ưu điểm của cái ổ DAS TerraMaster này rồi. Vậy thì nhược điểm của nó là gì? Thứ nhất ha, những cái khu vực mà được build bằng nhựa trên con này á, thì mình thấy là nó hơi bị rẻ tiền, nó không có được cao cấp lắm. Các bạn nhìn vào thì nó vẫn rất là đẹp ha, nhưng mà sờ vào thì nó không có đã. Những khu vực khác mà làm bằng nhôm á, như là cái tay nắm nè, hay là cái khung nè, thì rất là ok luôn. Thứ hai đó là giá của những cái ổ DAS mà có Thunderbolt nó sẽ rất là cao. Cho nên như mình nói đó, không có nhu cầu mà xài SSD á, thì mua cái ổ DAS mà hỗ trợ USB 3.1, 3.2 là ok rồi. Hỗ trợ cái loại mà 10 gigabit trên giây á là ngon. Và thứ ba ha, thì bản chất của DAS á, là nó không có kết nối mạng, cho nên là nó sẽ không được tiện như là những cái ổ vừa kết hợp NAS với DAS với nhau. Nhưng mà như mình nói đó, hai cái loại đó thì thường là nó sẽ rất là mắc. Khi mà mình đi cái sự kiện CES, mình thấy có mấy cái ổ của Ugreen á, thấy khá là ok luôn. Nhưng mà thứ nhất là họ chưa bán và giá mình cũng không biết như thế nào. Khi nào mà mình mua được rồi thì có gì kể cho các bạn sau. Hiện tại thì mình vẫn đang rất là hài lòng với những gì mà cái cục DAS này nó phục vụ cho cái công việc của mình. Và mình cũng muốn nhấn mạnh luôn á là cái mức dung lượng lưu trữ như vậy rất là to. Và thường á là các bạn không cần tới mức đó đâu. Các bạn lưu mấy cái ổ 1T, 2T hay thậm chí là như mình có làm cái video về cái ổ Seagate để bàn á. Các bạn xài 6T, 10T, 12T là đã nhiều lắm rồi. Và nếu mà các bạn không có nhu cầu nào đặc biệt á, đi mua mấy cái ổ đó vừa rẻ vừa gọn nữa. Cái ổ DAS này thì chỉ khi nào các bạn có những cái nhu cầu nó đặc thù hơn, cần tốc độ cao rồi làm studio này kia thì mới phải nghĩ tới thôi. Còn lại hả thì đi mua mấy cái giải pháp kia là ok, nó sẽ dễ chịu hơn, rẻ hơn rất nhiều. Rồi, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn về DAS, về cái box TerraMaster này. Và nếu mà các bạn có câu hỏi nào thêm thì các bạn nhớ comment giúp mình ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại. À quên mất, mình đang có một cái ổ box SSD mà tốc độ là USB 4. Đây cũng là cái phụ kiện box SSD 4, USB 4 đầu tiên mà mình được trải nghiệm. Thì khi nào mình test xong á, sẽ làm video tiếp cho các bạn coi. Rồi, vậy ha. Bye bye.